trên tay Matrix Power 2, smartwatch bất tử đầu tiên tại Việt Nam, giá 16 triệu, với cơ chế sạc đặc biệt. Power Watt 2 không bao giờ cần sạc pin, thách thức bất cứ smartwatch nào hiện nay. Power Watt 2 được Matrix nâng cấp khá nhiều so với thế hệ trước, cụ thể nằm ở màn hình, màu LCD kích thước 1,2 inch thay cho màn hình đen trắng, hiển thị rất tốt dưới ngoài trời và nhỏ gọn hơn. Nhưng nếu so sánh về độ thông minh với những sản phẩm khác, Power Watt 2 sẽ yếu thế hoàn toàn bởi bạn không thể cài thêm ứng dụng. Thông tin hiển thị hạn chế, không nghe gọi, được cũng không thể phát nhạc độc lập. Nhưng điểm nhấn của sản phẩm này ở việc không bao giờ cần sạc pin với khả năng hoạt động dựa trên, nguồn năng lượng mặt trời, và thân nhiệt. Những cell pin năng lượng mặt trời, được tích hợp ngay dưới vòng bezel. PowerWatt 2 có một tính năng khá thú vị khác chính là nó có thể thông báo cho người. Dùng biết họ, đã sử dụng bao nhiêu năng lượng từ cơ thể mình ngay bên trong hộp hai câu founder của matrix đã có tâm thư cơ thể của bạn là trung tâm đem đến trải nghiệm của powerhat chúng tôi hy vọng bạn sử dụng một sản phẩm không bao giờ cần sạc pin để đi đến những nơi chưa từng đặt chân đến khám phá thế giới và đẩy cơ thể đến tiềm năng tối đa powerhat sẽ ở đó để đem đến từng nhịp tim và mỗi bước trên con đường Powerwatt 2 được hoàn thiện bằng vỏ nhôm, kích thước 42mm với phần dây đeo, được làm từ cao su, đồng hồ có khả năng chống chảy và chống nước ở độ sâu lên tới 200m. Một số tính năng cơ bản đó là đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ cơ bản, la bàn, đếm số bước chân, tương thích tốt với Apple HealthKit và cả Google Fit để cập nhật thông tin, phần mềm bên trong nhận thông báo tiếng Việt hoàn toàn đầy đủ. Cuối cùng, kích thước của Powerwatt 2 có thể khá to so với người cổ tay nhỏ dày 15mm tuy nhiên khối lượng chỉ 70g, đeo khá nhẹ, và thoải mái do dây mềm, cuối cùng là mức giá của Powerwatt 2 lên tới 16 triệu đồng. Tại LD Store, không hề rẻ với một chiếc smartwatch. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video, trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.